Giangcún Store cam kết bán điện thoại iPhone đẹp nhất, ngon nhất, giá rẻ nhất, cùng chế độ hậu mãi cực tốt, tặng full sạc, cáp, tai nghe, ốp lưng xịn, dán cường lực, bảo hành cả nguồn, phần cứng, thay pin chính hãng miễn phí 3 tháng, hỗ trợ phần mềm chọn đời máy, thu mua iPhone cũ giá tốt nhất, hỗ trợ lên đời iPhone giá rẻ nhất. Giangcún Store an tâm trong từng sản phẩm. Địa chỉ 193 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, điện thoại 0389464444. Website www.giangcun.com. Chào mừng anh em đã quay trở lại. Và trong video đánh giá lần này, chúng ta sẽ không đi vào riêng lẻ từng sản phẩm như mọi khi nữa, mà sẽ gộp nhóm luôn cho hay ho. Lý do là vì trong một lần chót dại lướt chợ trời, mình bất ngờ tìm được một số món hàng khá là hay ho trong tầm tiền chỉ loanh quanh vài trăm ngàn đồng. Như trong video này, chúng ta sẽ đến với một cặp đôi đũa lệch, là một con True Wireless rất là hay ho, mang tên là Lenovo Leap Boss, và thứ hai là một con Nokia 3310. Thì là hàng móng cái và cũng là chỉ làm nền cho đẹp mà thôi. Cả hai con hàng này đều có mức giá giống nhau là khoảng 300.000 đồng quay đầu lại, mà anh em có thể tìm thấy ở link mua COD bên dưới. Cho phép nhận hàng mới trả tiền nên không phải lo bị ở bùng hàng đâu. Còn bây giờ, trước mắt sẽ là vào tiết mục chính của chúng ta, là xăm soi con hàng nhân vật chính là mẫu Lenovo Leap Boss, xem mức độ hay ho đến đâu. Thì đây là một mẫu True Wireless giá rẻ mà Lenovo đã ra mắt cách đây không lâu và nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dùng nước bạn với mức giá rất là rẻ. Mình thì không hiểu vì sao một con tai nghe rẻ và dễ bán như vậy lại không hề có mặt ở các gian hàng chuyên xách tay ở nước ta. Nhưng cũng không sao, nếu đã không có thì bây giờ sẽ có, và mình sẽ đánh giá chi tiết cho anh em những thứ đáng đồng tiền bát gạo trên con Lenovo Leap Boss này. Có lẽ cần phải nói rằng đây là một mẫu True Wireless siêu rẻ, mà phần đóng hộp của con Lenovo Leap Boss đi theo phong cách rẻ tiền khá nhiều, khi mà lớp vỏ đóng hộp của chiếc tai nghe này hoàn toàn làm bằng bìa tái chế, khá giống với mấy con Xiaomi Heilu mà mình cũng từng review cho anh em trước đây. Nhưng với Lenovo thì chấp nhận được vì với mức giá rẻ hơn gấp rưỡi. Và được cái nữa là phần in ấn bên ngoài vẫn có chất lượng rất tốt, đúng với phong cách của một hãng công nghệ lớn đa ngành. Còn cái hộp đựng thì mang hơi hướng OEM một chút. Mở hộp sẽ bao gồm một ngăn lớn cố định chiếc tai nghe lẫn hộp sạc, và nhấc lên sẽ là ngăn nhỏ chứa một sợi cáp USB-C cùng sách hướng dẫn sử dụng và một bộ đệm nhét tai. Tất cả chỉ có vậy, và nó đủ để tuân theo tiêu chuẩn đóng gói chung của một hộp đựng True Wireless điển hình. Về thiết kế của chiếc Lenovo Leap Boss thì mình có thể khẳng định ngay rằng con tai nghe này đã học tập kha khá từ Apple, mà cụ thể là chiếc AirPods Pro với giá đắt gấp 20 lần ở thời điểm bây giờ. Có lẽ cũng khá là đáng khen cho Lenovo vì dám ôm bom copy thiết kế của đối thủ và thu nhỏ giá xuống hàng chục lần như thế. Thiết kế hộp sạc bên ngoài bằng nhựa bóng và vẫn cho cái nhìn tương đối cao cấp nhờ chất lượng chế tác khá tốt, mà theo mình thì vẫn còn bóng bẩy hơn mấy con Heilu giá cao hơn. Hộp sạc được thiết kế ăn theo AirPods Pro nên được làm khá là cong cớm theo hình quả trứng, nhưng vẫn đặt đứng được do phần cạnh đáy và hông được vát thẳng. Bên cạnh đó, điểm ăn tiền tiếp theo của chiếc hộp sạc còn là ở cổng USB-C, bởi không có nhiều mẫu True Wireless trong tầm tiền loanh quanh là 300.000 đồng được trang bị cổng kết nối này. Thực tế là việc tích hợp USB-C chỉ mang tính chất là phông bạt cho nó thời thượng thôi, chứ sạc thì cũng chẳng nhanh hơn cổng micro USB cũ. Nhưng vẫn là điểm cộng bởi nó sẽ giúp chúng ta không phải mang theo nhiều loại dây sạc lằng nhằng khác nhau. Phần nắp hộp có cơ chế lật mở nam châm vào phần bản lề khá chắc chắn, không ọp ẹp. Mở nắp sẽ thấy hai tai nghe được đặt đứng và hoàn toàn tiếp tục là một bản sao không chính thức của chiếc AirPods Pro với tông màu trắng làm chủ đạo. Phần chân kéo dài hình trụ tròn với chấu kết nối kép đặt ở viền kim loại dưới chân, còn phần đèn báo ở phía trên cũng là nơi đặt faceplate cảm ứng. Phần tai nghe là dạng in-ear và phần driver được làm lái đi một chút để không mang tiếng là ăn theo AirPods Pro quá mức. Nhưng về tổng thể thì phải đến 69,96% là giống với đồ của nhà táo. Cảm giác cầm nắm của tai nghe và hộp sạc nhìn chung là rất nhẹ, và cảm giác đeo của tai nghe là tốt, gần như là không cảm thấy trọng lực khi đeo. Còn nếu có điểm trừ gì về chất lượng gia công thì sẽ nằm ở phần nhựa làm tai nghe có vẻ khá là rẻ tiền, đặc biệt là khi để ánh sáng từ đèn báo bị lọt quá nhiều qua khung, tức là phần nhựa gia công không đều về mặt chất lượng. Dù sao thì nếu nhìn từ xa thì nó vẫn khá là bóng bẩy. Nói chung là trong tầm tiền này thì chấp nhận được. Bên cạnh đó, tai nghe cũng hỗ trợ chuẩn chống nước bụi IPX4, nên là anh em đi mưa hoặc là nghịch nhẹ hơi bẩn một chút thì cũng ok, nhưng mà đừng có đem đi bơi là được. Về khả năng điều khiển của chiếc tai nghe Lenovo Leap Boss thì đây chính là điểm sáng lớn đầu tiên về tính năng mà mình muốn chia sẻ với các anh em. Chiếc tai nghe này có mặt cảm ứng được bố trí ở ngay vị trí đèn báo nên khá là dễ để dò và thao tác. Các thao tác được hỗ trợ trên tai nghe cũng phải nói là rất tuyệt vời và vượt trội so với mặt bằng chung, bởi nó hỗ trợ gần như tất cả các thao tác thông dụng nhất như là ấn một lần để tạm dừng, hoặc là phát nhạc, hoặc trả lời hay là từ chối cuộc gọi đến. Ấn đúp nhanh để tăng giảm âm lượng, ấn 3 lần để chuyển bài hát và ấn giữ khoảng 2 giây để gọi trợ lý ảo. Có thể thấy là trong khi mà phần lớn các tai nghe trong tầm tiền hay là thậm chí đắt hơn cũng chưa chắc có được khả năng tự chỉnh âm lượng thì con Lenovo Leap Boss này lại có, với mức giá rẻ hơn nhiều.
là điểm mạnh cực kỳ đáng ghi nhận rồi. Hơn nữa, cơ chế tự động của con tai nghe này cũng rất là đáng ghi nhận khi mà nó không cần chúng ta phải ấn bật hay là tắt chủ động cả. Thích dùng hai tai hay là một tai nào thì lôi tai đó khỏi hộp sạc và tai sẽ tự động bật Bluetooth để kết nối. Còn không dùng nữa thì cất vào hộp sạc và Bluetooth sẽ tự ngắt, rất tiện dụng và dễ dàng. Về chất lượng âm thanh và kết nối, vì là một sản phẩm giá rẻ nên có thể thấy là chiếc Lenovo LeapBox này không được quảng bá quá nhiều với các loại linh kiện chuyên dụng kiểu như là Qualcomm QCC3020 là không có, mà là các linh kiện no name rẻ tiền hơn. Nhưng những công nghệ mang tính chất tiêu chuẩn của một phụ kiện của năm 2020 thì vẫn có, như là kết nối Bluetooth 5.0 với bán kính kết nối hiệu quả lên tới 10m. Cùng với đó là chất lượng âm thanh của con tai nghe này cũng rất là khá luôn, khi mà thể hiện tập trung nhiều vào bass nhưng mà các giải âm còn lại vẫn tương đối ổn, khá tách bạch và mang đến tông ấm, dễ nghe. Việc hỗ trợ Bluetooth 5 cũng sẽ có lợi cho nhiều anh em thích chơi game bắn súng, cũng như là không sợ bị nghe chậm hơn so với diễn biến của trò chơi. Khả năng đàm thoại lẫn khả năng chống ồn của chiếc Lenovo LeapBox này thì theo mình là ở mức chấp nhận được. Chất lượng nghe gọi ổn, rõ ràng, nhưng nhiều khi là tiếng nghe ở đầu dây bên kia không được ổn định cho lắm. Cuối cùng là về thời lượng pin. Theo công bố của nhà sản xuất thì con Lenovo LeapBox này được trang bị quả pin là 40mAh trên tai nghe và 300mAh trên hộp sạc. Dung lượng pin như vậy nhìn chung là nhỏ hơn một chút so với mặt bằng chung, nhưng đó là điều mà chúng ta cần đánh đổi bởi thiết kế của chiếc tai nghe này khá là nhỏ và tiện dụng. Và cũng vì dung lượng pin nhỏ hơn bình thường mà thời lượng sử dụng cũng thấp hơn so với bình thường, khi một lần nghe được đáp ứng là khoảng dưới 3 tiếng đồng hồ và sử dụng kèm hộp sạc thì sẽ đạt khoảng là 15 tiếng. Như vậy thời gian nghe tổng thể lẫn thời gian nghe đơn hơi thấp hơn so với bình thường, nhưng chấp nhận được cho thiết kế rất là nhỏ gọn. Nhìn chung với mức giá hiện đang loanh quanh là 3 lít thì chiếc Lenovo LeapBox này có thể coi là một món hời thực sự khi mà được trang bị hầu hết các tính năng mà chúng ta có thể nghĩ ra với một chiếc True Wireless hiện nay, và chắc chắn là có phần vượt trội trong tầm tiền. Bởi ngay cả nhiều mẫu True Wireless đắt tiền hơn nhiều nhưng vẫn thiếu khả năng chỉnh âm lượng cơ mà. Bên cạnh đó, chất âm tốt trong tầm giá, kết hợp với cổng USB-C thời thượng và chất lượng kết nối lẫn đàm thoại ổn định là những điểm mạnh nhất của chiếc tai nghe này mà anh em có thể lựa chọn ngay lập tức, không cần phải suy nghĩ. Còn với riêng mình thì đây chắc chắn về tổng thể là một trong những đề cử tai nghe tốt nhất trong tầm giá loanh quanh là 300.000 đồng mà mình giới thiệu tới anh em. Và vậy thôi, vừa rồi thì là những chia sẻ cũng như là đánh giá của bọn mình về một chiếc tai nghe True Wireless giá rẻ nhưng mà khá là hay ho. Anh em nếu có bất kỳ ý kiến gì thì hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.